Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. Chi cục thuế cũng dự kiến từ một quán hoàn thành chuyển đổi 100% qua đơn điện tử. Thành phố Hồ Chí Minh phát động tháng tiêm vaccine chống Covid-19. Trong phần tin thế giới, người dân thế giới tiết kiệm chi tiêu. Thưa quý vị, Long An có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế bền vững và kinh tế số. Bên cạnh đó là cam kết nâng cao kỹ năng lao động và xây dựng mối quan hệ với các nhà đầu tư. Đây là những giá trị hấp dẫn của tỉnh đối với nhà đầu tư nước ngoài. Với vị trí giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là cửa ngõ khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Long An kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm chế biến và phân phối nông sản công nghệ cao lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ trong 10 năm tới. Để xây dựng cơ sở hạ tầng bài bản phù hợp với xu thế toàn cầu, nhằm thu hút các ngành công nghiệp xanh, sạch và công nghệ cao, thì vấn đề môi trường cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm để vừa phát triển bền vững, vừa đảm bảo môi trường sống. Về định hướng nhân sự, Long An cam kết tập trung phát triển xã hội gắn liền với phát triển kinh tế, đặc biệt là trong 4 lĩnh vực: giáo dục, y tế, luật pháp và môi trường. Với những lợi thế trên, cùng với tốc độ phát triển kinh tế trung bình hơn 9% mỗi năm trong 5 năm gần đây, sẽ là giá trị hấp dẫn cốt lõi của Long An đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, Chi cục thuế khu vực Kiến Tường Mộc Hóa đã hoàn thành chuyển đổi 100% qua đơn điện tử trên địa bàn theo đúng lộ trình của Bộ Tài chính quy định. Kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, trang trí nội thất gần 20 năm và cũng đã quen với việc sử dụng hóa đơn giấy. Từ khi được Chi cục thuế khu vực Kiến Tường Mộc Hóa hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn sử dụng hóa đơn điện tử, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ tại Phát Đàn đã tích cực hưởng ứng, giúp công ty tiết kiệm được nhiều chi phí đặt in hóa đơn và lưu trữ hóa đơn chứng từ, khắc phục rủi ro mất, hỏng hóa đơn khi phải xuất gần cả trăm hóa đơn mỗi ngày. Cái gì mới mình cũng sợ hết, sợ làm sai, rồi sợ không đúng, sợ không biết có làm được không. Nhưng mà sau khi sử dụng rồi thì em thấy rất là dễ, có nghĩa là nó không có quá rắc rối, hầu như ai công ty nào cũng sử dụng được. Nếu mà giấy thì phải viết thì nó hơi lâu, chắc khoảng 5-10 phút mới viết xong tờ hóa đơn. Đó là chưa kể thời gian duyệt. Còn ví dụ như là số hóa đơn trên thuế điện tử thì chưa tới 1 phút là em đã xuất xong rồi. Tại vì cái thông tin cũng ra cũng dễ nữa, viết mã số thuế, đánh mã số thuế là nó sẽ ra thông tin công ty. Với lại mã hàng thì nó cũng lưu sẵn rồi, như vậy thì dễ lắm. Hoặc là những mà công ty mà mình đã xuất rồi thì mình chỉ cần bấm cái là ra rồi. Kinh doanh trong lĩnh vực y tế, với số lượng người đến khám bệnh hàng trăm lượt mỗi ngày, Phòng khám Đa khoa Sài Gòn Kiến Tường đã sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32 của Bộ Tài chính từ năm 2021, giúp phòng khám tiết giảm được nhiều thời gian chi phí bảo mật cao, dễ dàng quản lý, tiện lợi cho doanh nghiệp trong kiểm tra truy xuất nguồn gốc hóa đơn, thông tin về bệnh nhân. Doanh nghiệp em đã sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 32, nhưng sau khi chuyển đổi lên thông tư 78 này thì em thấy nó có những cái thuận lợi, đó là mình xuất hóa đơn đã được cơ quan thuế kiểm tra luôn và cấp ngã lại cho mình, nên mình thấy yên tâm để giao cho khách hàng hơn. Và coi như mình cũng đã báo cáo đi luôn rồi, sẽ rất là tiện lợi. Và mình cũng phải lưu trữ, cũng nó tự động luôn. Mình không phải tìm cách để mà giữ cho nó như thế nào, không có bị hư hại. Sự hưởng ứng tích cực tham gia thuế điện tử của người nộp thuế cho thấy Chi cục thuế khu vực Kiến Tường Mộc Hóa đã kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hóa đơn điện tử ngay tại địa phương. Qua đó giúp đơn vị hoàn thành kế hoạch 100% doanh nghiệp tham gia sử dụng hóa đơn điện tử. Khi được nhận được sự chỉ đạo của cục thuế về việc triển khai hoàn tử từ áp dụng từ ngày 1 tháng 4 trên địa bàn, thì Chi cục thuế khu vực Kiến Tường Mộc Hóa cũng đã tích cực triển khai tuyên truyền đến người doanh nghiệp trên địa bàn về cái lộ trình triển khai hóa đơn điện tử, về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cấp dịch vụ. Đồng thời Chi cục thuế cũng tổ chức các lớp tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn về các chính sách thuế và các quy trình sử dụng hóa đơn điện tử, thì qua đó cũng nhận được sự đồng thuận của người nộp thuế.
Với sự nỗ lực của các chi cục thuế khu vực và các đơn vị phụ trách sẽ góp phần giúp ngành thuế tỉnh hoàn thành mục tiêu 100% toàn bộ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử vào cuối tháng 6 năm 2022. Quyền Mộc Hóa đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em, toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và khai mạc hè năm 2022. Hiện nay, toàn huyện Mộc Hóa có 114 trẻ em sống trong hộ nghèo, gần 759 trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt. Nhằm chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Hóa đề nghị các cấp, các ngành cần tạo mọi điều kiện tốt nhất để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và các quyền cơ bản của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em, khắc phục, phòng chống, hạn chế các vụ tai nạn đuối nước đáng tiếc, đảm bảo an toàn tính mạng đối với trẻ em. Đồng thời, đa dạng hóa các loại hình sân chơi trong dịp hè, tăng cường vận động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi. Tại buổi lễ, huyện Mộc Hóa đã trao tặng 20 suất học bổng, 95 phần quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, huyện cho trẻ em nghèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Biến rác thải nhựa thành cây xanh, mô hình được Hội Nông dân huyện Cần Đước phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phát động thực hiện trong tháng 6 năm 2022. Qua đó đã tác động tích cực đến ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Mô hình được thực hiện tại xã Phước Tuy trên tuyến đường từ cầu Hàng đến bến đò xã Bảy và tuyến đường ấp 1 xã Long Càng. Với kinh phí được hỗ trợ từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Hội Nông dân huyện làm các lồng lưới sắt chứa rác thải nhựa đặt dọc hai bên các tuyến đường để người dân thu gom chai nhựa, giỏ lon bỏ vào lồng. Đồng thời hướng dẫn tuyên truyền người dân phân loại rác tại hộ gia đình, không vứt rác xuống đường, lòng sông, kênh rạch. Số rác thải nhựa sau mỗi tháng sẽ được chi hội nông dân ấp thu gom, bán phế liệu, lấy kinh phí mua cây xanh có giá trị để trồng trên các tuyến đường vào khu dân cư. Thông qua mô hình góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên nông dân và người dân trong việc đồng lòng chung sức bảo vệ môi trường, giữ gìn nông thôn xanh sạch đẹp. Chuyển sang một số thông tin trên lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, nhằm tăng cường kháng thể ngừa COVID-19 cho người dân, kể từ ngày 14 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu khởi động tháng cao điểm tăng cường tiêm vaccine COVID-19 tại 7 địa điểm. Cụ thể, người dân sẽ được tiêm các mũi bổ sung và những người đã tiêm mũi 3 sẽ được tiêm tăng cường mũi 4. Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí 7 địa điểm tiêm cho người dân. Hôm nay là khởi động một cái chiến lược tiêm nhắc lại vaccine mũi 3, mũi 4. Thì chúng tôi kêu gọi mọi người dân trên 50 tuổi có bệnh nền, nếu chưa chích thì hãy đi chích. Nếu chích rồi đến thời hạn để tiêm nhắc lại mũi 3 hoặc mũi 4 thì cũng nên đi chích. Ngoài các điểm tiêm cho người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền hoặc là bố trí tiêm tại nhà cho người dân không đến cơ sở tiêm được, thì tại các khu chế xuất, khu công nghiệp cũng đang được đẩy mạnh sàng lọc và tiêm cho các đối tượng chưa đủ mũi và nhắc lại cho những người chưa tiêm mũi 4. Em nghĩ là cái việc tiêm vaccine này thì nó giúp ích được cho tất cả mọi người cũng như là giúp cho công ty. Trước đây thì Yuki cũng đã từng coi như là tổ chức tiêm tại chỗ tại công ty, thì coi như là đã có những kinh nghiệm lần trước, thì đã có bố trí những cái khu vực để mà tiêm rồi sau tiêm, rồi coi như là in sẵn coi như là những cái tờ phiếu sàng lọc hay là những cái thông tin để cho người lao động là ghi trên đó. Tình hình dịch bệnh của thành phố Hồ Chí Minh đang có tiến triển tốt nhờ một phần từ việc tiêm vaccine vào cuối năm 2021 đạt kết quả cao. Hiệu lực của vaccine đang còn nhưng sẽ giảm dần theo thời gian. Do đó, việc tiêm vaccine tăng cường và tiêm đủ mũi sẽ giúp cho người dân có kháng thể tốt hơn để phòng chống COVID-19 trong thời gian tới. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong thời gian gần đây, khi số ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận trên địa bàn thành phố giảm, thì số ca mắc tay chân miệng lại tăng. Theo CDC Hà Nội, để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết nói riêng và dịch bệnh truyền nhiễm nói chung, thành phố tiếp tục tăng cường các đội đáp ứng nhanh phòng dịch, đồng thời duy trì các hoạt động giám sát phát hiện bệnh nhân tại các bệnh viện được phân cấp. Bên cạnh đó, CDC Hà Nội tiếp tục phối hợp với các quận, huyện, thị xã điều tra xác minh đáp ứng các diễn biến phức tạp trên địa bàn. Tại thành phố Đà Nẵng, do thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến số ca bệnh đột quỵ gia tăng, trong đó tỷ lệ người già, người lớn tuổi chiếm tỷ lệ lớn.
Những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày, khoa đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân nhập viện, phần lớn từ tuyến dưới chuyển lên. Trong đó, nhóm người già, người lớn tuổi chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều bệnh nhân có diễn tiến nặng là do nhập viện trễ. Trong khi đó, tình hình nắng nóng kéo dài cũng khiến cho số bệnh nhân gia tăng, nhất là bệnh nhân đột quỵ tim. Liệt mặt, liệt tay chân một bên, nói khó, đó là những biểu hiện chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nhất. Và ngoài ra còn có những trường hợp biểu hiện khác như là bệnh nhân có thể chóng mặt, hôn mê, rối loạn thị giác, thì kia đó là những biểu hiện mà chúng ta khi nhận biết để chúng ta đưa người nhà hoặc là khi bản thân bị thì đưa vào ngay vào bệnh viện để được cấp cứu kịp thời. Thời tiết nắng nóng có thể gai mất nước thì các sự co mạch có thể dẫn đến bệnh nhân đột quỵ rất là cao, nên trong cái thời gian mà thời tiết nắng nóng như thế này thì bệnh nhân nên cần những cái cải thiện ăn uống và cải thiện thêm cái nước uống nhiều cho bệnh nhân và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Để chủ động phòng đột quỵ, cần kiểm soát các chỉ số về đường huyết, mỡ máu, tim mạch cho người bệnh. Bên cạnh đó, người bệnh nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những dấu hiệu của đột quỵ. Thế giới đang vật lộn với cơn bão giá và phí sinh hoạt tăng vọt thời kỳ hậu đại dịch COVID-19, trong khi thu nhập của nhiều người vẫn còn bấp bênh. Điều này đã đẩy phần lớn mọi người đối mặt với gánh nặng cơm áo gạo tiền và phải thắt lưng buộc bụng đối với nhiều khoản chi tiêu cơ bản. Theo một số liệu mới đây của tờ Financial Times, có khoảng 1 triệu người Anh không đủ tiền mua thức ăn và phải nhịn ăn ít nhất một ngày. Trung bình mỗi tuần tôi chỉ được phép tiêu từ 30 đến 40 bảng, nhưng con số này đang tăng lên gần gấp đôi. Có thể tôi sẽ phải cắt giảm chi tiêu không cần thiết, chỉ tập trung vào các khoản cơ bản nhất thôi. Bên ngoài nước Anh, phần còn lại của châu Âu cũng đang phải chịu tình trạng tương tự. Kết quả một cuộc thăm dò gần đây cho thấy, 1/6 người Đức đã buộc phải bỏ bữa thường xuyên để tiết kiệm chi tiêu. Một phần lớn hơn đáng kể những người trả lời thăm dò cho biết họ buộc phải nấu ăn tiết kiệm hơn hoặc bỏ một số món trong bữa ăn. Tôi cố gắng chú ý nhiều hơn xem có nơi nào bán hàng giảm giá hay không. Chúng tôi cũng không ăn uống ở nhà hàng nữa. Để đối phó với lạm phát và giá nhiên liệu tăng cao, chính phủ Đức đã giảm mạnh giá vé sử dụng các phương tiện giao thông công cộng kể từ ngày 1 tháng 6 cho tới hết ngày 31 tháng 8. Đối mặt với diễn cảnh vật lộn với giá cả tăng cao, người tiêu dùng Nhật Bản cũng đang cố gắng chi tiêu tiết kiệm hết mức có thể. Các nhà hàng cũng phải thay đổi thực đơn để giảm bớt chi phí. Nhà hàng chúng tôi cũng cần phải thay đổi. Khi giá rau củ đắt hơn, chúng tôi sẽ thay thế bằng rong biển. Lương của nhiều người vẫn chưa được tăng lên, nên chúng tôi cũng sẽ cố gắng thay đổi một cách phù hợp nhất có thể. Thay đổi thói quen tiêu dùng, tiết kiệm hết sức có thể là cách mà hầu hết người dân trên thế giới có thể nghĩ ra được để đối phó với cơn bão giá hiện nay. Theo cuộc khảo sát hàng quý được cơ quan tiền tệ Singapore công bố mới đây, các nhà phân tích khu vực tư nhân đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2022 của Singapore do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế thế giới. Cụ thể, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Singapore được dự đoán sẽ ở mức 3,8% trong cả năm, thấp hơn mức 4% được đưa ra trong cuộc khảo sát hồi tháng 3 vừa qua. Tăng trưởng trong quý 2 năm nay được dự báo đạt 4,8% sau mức tăng 3,7% trong quý 1. Cũng trong cuộc khảo sát này, các nhà phân tích đã nâng dự báo lạm phát của đảo quốc sư tử trong cả năm 2022 lên 5%, tăng so với mức 3,6% trong cuộc khảo sát trước đó. Tuy nhiên, các nhà kinh tế kỳ vọng trong năm tới, lạm phát tổng thể ở Singapore sẽ giảm xuống mức 3%, trong khi lạm phát cơ bản giảm xuống 2,8%. Họ cũng hy vọng lĩnh vực dịch vụ của Singapore sẽ khởi sắc sau khi mở cửa lại nền kinh tế và nối lại hoạt động đi lại xuyên biên giới. Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ khẳng định vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech đạt hiệu quả và an toàn đối với trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi. Theo Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ, kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine của Pfizer đạt hiệu quả lên tới 80,3% đối với trẻ dưới 5 tuổi. Đánh giá cũng không cho thấy bất kỳ quan ngại nào về mức độ an toàn trong việc tiêm vaccine của Pfizer cho trẻ dưới 5 tuổi. Hầu hết các nước trên thế giới vẫn chưa cấp phép tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 6 tuổi. Trong khi đó, giới chức Mỹ cho biết việc đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 6 tuổi ở mức thấp, song sẽ tăng một khi các nhà quản lý cấp phép tiêm loại vaccine này cho trẻ. Ngân hàng JP Morgan của Mỹ cho biết doanh thu từ ứng dụng trò chơi Apple Arcade
và ứng dụng nghe nhạc Apple Music của tập đoàn Apple được dự báo sẽ tăng 36%, đạt 8,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 khi hãng khai thác cơ sở dữ liệu người dùng để thúc đẩy các dịch vụ trả tiền. Theo các nhà phân tích, đến năm 2025, cả hai ứng dụng trên ước tính sẽ có khoảng 180 triệu tài khoản đăng ký sử dụng, gồm 110 triệu tài khoản Apple Music và 70 triệu tài khoản Apple Arcade, nhờ có sự lan truyền nhanh chóng của mạng Internet và sự bùng nổ của trò chơi trên điện thoại. Apple chưa bình luận gì trước thông tin trên, tập đoàn này không công bố doanh thu của riêng hai ứng dụng trên, nhưng doanh thu tổng thể của Apple đạt 19,8 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bản tin sáng hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.